Rồi, em xin chào mọi người ạ. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một cái vòi rửa chén. Đây, cái vòi rửa chén này. Cái vòi rửa chén này là vòi rửa chén đi cái nguồn nước từ ở trong tường ra, chứ không phải là nguồn nước ở dưới lên nha mọi người. Đây ạ, nước đây là nước trong tường ra. Đây, nóng lạnh. Đây, chất liệu của nó là đồng thau mạ crôm. Xoay qua xoay lại được nha. Đây là nóng lạnh, điều kiện nóng lạnh. Đây ạ, đây. Đó, này à. Cái mẫu mà cái vòi rửa chén á là đa số là nó đều âm ở dưới cái chậu chén nó đi lên, nó ở dưới cái chậu chén nó đi lên. Nhưng mà có nhiều khách hàng lại người ta không có thích ở dưới đi lên, người ta thích ở trong tường đi ra luôn cho nó tiện. Đây à. Đây. Cái mẫu này. Mẫu này. Mẫu này. Hàng này là hàng mới về nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Đây à. Em quay cận cảnh cho mọi người xem. Này. Rồi. Rồi, em cảm ơn mọi người đã xem bài nhé.